sang tiếng Anh, The World. Có nghĩa là thế giới. Dịch như thế này thì quá tốt. If you translate Loka Symphony into English, the world, and into Vietnamese, thế giới, is so distant from the original meaning. Nó cách xa cái ý nghĩa của cái chữ đó cả hàng ngàn dặm. Of course, Loka is of a universe, the whole thing in the universe, the world at large. Dĩ nhiên, chữ Loka có nghĩa là cả một cái vũ trụ và cả một cái thế giới bao gồm hết. But it not necessarily mean the world in Vietnamese. Nhưng nó không có ý nghĩa là thế giới theo cái ý nghĩa Việt Nam. So what does it mean now? Loka means the constitution of whatever we see, we hear, we smell in combination so that we can interpret it. We know the environment we live. And we usually say, it's not this one, but this one. Cảnh giới mới là đúng, thế giới là không đúng. We living here. Here is the world. Here is Loka. Tôi tâm is one Loka. Is it true? No. How many people staying here? Each person tend to interpret to Loka differently. Mọi người đều có cái khái niệm về cái cảnh giới của tuệ tâm khác nhau. You don't share the same meaning. Các bạn không bao giờ đồng ý về một cái khái niệm đó. Some people may say, well, it's just a house. Vài người sẽ nói, oh, cái đó chỉ là cái nhà. Some other people say, it's a beer. Vài người sẽ nói đó là cái thiền viện. Other people say no, this is somewhere we can practice meditation, so it becomes meditation center. Vài người khác nói không, đây là cái chỗ để ngồi thiền, cho nên nó trở thành là thiền viện. Cho nên tùy theo cái khái niệm ở trong đầu quý vị nhìn cảnh giới này, rồi quý vị đặt tên cho nó một cái cảnh giới khác nhau. Chẳng có cảnh giới nào giống cảnh giới nào, tại vì trong đầu quý vị 100 người là khác 100 ý kiến. Cho nên Đức Phật nói cái chữ Loka đó thì có nghĩa là cảnh giới. When the Buddha said Loka, he really means the realms where we live, the place where we live. Khi Đức Phật nói tới cái thế giới, Ngài không nói là thế giới bên ngoài có vũ trụ, có sao, có trăng, có mặt trăng mặt trời, có các ngôi tinh tú, rồi có nước Mỹ, nước Úc, nước Châu, nước này nước kia. Ngài không quan tâm nữa. Ngài nói cảnh giới mình đang sống là. So how do you know? How do you interpret the realms of the Loka? Thế thì các bạn nghĩ gì về cái chữ Loka đó, cái cảnh giới này? It's not where we live, where we eat, where we sleep. Nó không phải là cái nơi chúng ta sống, nó không phải là cái nơi chúng ta ăn, nó không phải là cái nơi chúng ta nằm. It's not that. It's our activity and our addiction to our activity, to consensual pleasure. Cái cảnh giới này nó chỉ gồm có một chữ duy nhất, đó là cảm giác dục lạc mà chúng ta thỏa thích sống ở trong cái này. Give you one example. Everybody like to eat. Can I ask you what kind of food did you enjoy last? Ai cũng thích ăn. Bây giờ sư cho phép sư được hỏi quý vị, trưa nay quý vị ăn cái món gì? Can you remember it? What did you eat for lunch? What did you have for lunch? Can you tell me? Các bạn có thể nói cho sư biết hồi trưa nay các bạn ăn cái gì? Nói thử coi. Giơ tay lên đừng ngại không? Mình phải biết cái lỗi mình mới sửa được mà mình mới tu được. Nếu mình không tấn công ngay cái lỗi của mình là mình tiếp tục phạm lỗi nữa, mà mình tiếp tục sa đọa trong cái cảnh giới này nữa. Mình phải thấy nó là cái gì rồi mình mới chiến thắng nó được. Không thấy ma không chiến thắng ma được. If you don't see the hungry ghost, you don't see the devil, you cannot fight against them. Thế đi. Nói cho xin nghe đi. Hồi trưa nay quý vị ăn cái gì? Một món rồi. Ăn cái gì? Cái gì? Súp. What did you have in the soup? Bà ăn súp nhưng mà trong súp có những cái gì? Nói cho xin nghe. Có mắm, có bắp, mushroom, khoai. Nấm mèo với lại nấm còn như bắp. So you see, only from lunch time, I ate the same thing. I had the same thing. Sư cũng ăn súp vậy, sư biết chứ. Nhưng vậy tức là chỉ nói có 1/10 những cái đã ăn. When you eat something and you didn't have the samasati, that means you don't have the full concentration, the knowledge of what you do, what you eat. You know you are living in the realm, that's called the realm of local, of animal. Animal eat. Animal eat. Eat everything. It doesn't care what it is. It just enjoy it. And if you don't know what kind of food you eat, you're actually acting as an animal. In your mind, in your tongues, in your eyes, you see, you smell. Exactly animal eating. Animal eating behavior. Khi các bạn không có để ý tới thức ăn, không biết trong đó có bao nhiêu món, ăn mà không biết nó ngọt, nó đắng, nó cay, nó có cái gì, thì các bạn đang ăn giống như súc sanh. Súc sanh nó cũng ăn như vậy, con chó, con mèo, con heo đều ăn như vậy. Thấy ngon là nó ăn thôi. Và chúng ta cũng đang thấy ngon ăn, tức là chúng ta bị cái when we enjoy eating without concentration, we are actually acting as an animal. We're living in the locale of animal and we enjoy the sensual pleasure. We are no longer man, human beings. We're acting exactly animal. So we are living in the realms of animal. Khi chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta ăn và chúng ta không có cẩn thận, thì lập tức chúng ta ăn những súc sanh, chúng ta thọ cái lạc. Sướng quá mà, ăn nó ngon quá mà. Sướng quá cái lưỡi này, cái mắt này, cái mũi này, nó ăn cái mắt, ăn cái mũi ăn và cái lưỡi ăn, thì lập tức ấy, chúng ta đang sống trong cảm giác dục lạc, sống trong cảm giác dục lạc, sống trong cái dục giới. Nó sống trong dục giới thì nó ưa thích, nó phải quay trở lại khỏi dục để nó tiếp tục nó sống được. You like it, you enjoy it, every day you practice it. So when you die, your consciousness will operate in the fashion that it pushes you towards to the animal locale. Hàng ngày các bạn đều ăn, đều ưa thích ngon, cảm giác dục lạc ở nơi ăn, tức là sống trong cái thế giới dục giới. Dục giới thì lập tức khi cái thần thức nó quen rồi, nó sẽ đẩy các bạn trở về cảnh giới dục lạc. Các bạn không cưỡng lại được, tại vì cái năng lực mỗi một ngày ăn bao nhiêu bữa, ăn bao nhiêu năm, nó cái năng lực nó rất mạnh. Cân tử nghiệp đẩy một cái quay trở lại cái thế giới dục lạc, tiếp tục sống và tùy theo nhân duyên nghiệp báo để mang cái hình tướng gì. Không giải quyết được sanh tử luân hồi, tại vì lúc sống ăn mà còn biết ăn cái gì. You don't know what you have. During the lunch time, only few hours, chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi. Và bây giờ kiểm điểm là mình ăn mình có thực sự mình trong chánh niệm không? Mình có biết là mình ăn cái gì không? Nếu mình không biết thì chính là mình đang ăn như súc sanh. Mà ăn như súc sanh thì chết phải thành súc sanh thôi. Phật dạy rất rõ, đi con đường đó là nó đi như vậy. So the first realm is animal. The second realm is when you see the food, you feel hungry, you want to eat, you have desire to eat. When look at how hungry was. Khi các bạn nhìn thấy đồ ăn, các bạn khởi lên cái khao khát muốn ăn, giống như con ma đói. Sống mà là con ma đói thì chết phải đi vào cảnh giới ma đói, cho nên nó gọi là hungry ghost, ngạ quỷ. Cảnh giới của ngạ quỷ. The third one, when you have lunch and some of the ingredients you hate, like me, I hate chili. Somebody give me chili in the soup, I dislike it, I hate that person. So when I hate something, hate, look at what happens. Angry. And it constitutes patula, the realm of patula, the world of patula. Khi các bạn ăn không vừa ý, khởi lên cái bực bội, cay quá, ngọt quá, hay khí hậu xung quanh nóng quá, ăn ngon là nổi giận, giận ngầm ở trong lòng. Mà khi nổi giận, sân là lập tức rớt vào cảnh giới atula. Trong miếng ăn thôi đã là atula rồi, hàng ngày là atula, thì khi chết phải thành atula. Fourth, you are not happy with what you have, even though you see the food nice, but you said, I don't want that. I just want chicken. Every day I eat chicken. In the north, in Nghệ An city, I eat chicken. And now, Master give me only vegetable. I don't like it. And you got so. When you eat something, and you don't like it, totally disagree. Because every day in Nghệ An, you eat chicken, you eat pork. Không có một ngày ở bên Nghệ An các bạn ăn thịt gà, ăn thịt heo. Bây giờ vào đây ông sư ông bắt ăn rau không à? Các bạn ghét quá, nhưng mà không nói được. Cái tâm ghét nó vẫn còn. Tại vì tôi đã quen ăn thịt gà, tôi đã quen ăn heo, bây giờ cho tôi ăn rau không à? Mặc dù tôi biết là ông sư biết tôi tu, nhưng mà trong tôi không có hài lòng, thì tôi khổ. Lúc nào ở heo, địa ngục, sống như trong địa ngục, ngủ ngủ dưới đất, ăn rau. Tôi ngủ ở nhà có máy lạnh, có quạt, rồi có con tôi nó đấm lưng tôi, rồi tôi ăn thịt gà, ăn thịt heo, xào 7-8 món. Bây giờ cho tôi ăn rau, ngủ dưới đất. Lúc là ăn in heo, giống như là tôi đang ở trong địa ngục. Loka of hell. So it constitutes hell. So when you die, when you live in the local animal, local hungry ghost, local of haters, hatula, and local of hell. Every day, you conduct your activity in that fashion, and your mind, your consciousness stick to that. Mỗi một ngày các bạn đều sống như vậy, sống ăn như là súc sanh, như quỷ đói, rồi giận dữ, rồi sống như địa ngục buồn chán, ngày nào cũng như vậy, thì khi chết các bạn sẽ đi theo cảnh giới này. Người nào tham ăn vì cảm giác dục lạc sẽ rớt vào trong cõi dục giới trở lại. Cõi dục giới là cõi này nè, có âm thanh, ánh sáng, có mùi vị. Và vì ăn như súc sanh cho nên sẽ đầu thai làm súc sanh. So the Loka Sutra is not outside, it's not a star, it's not somewhere, it's here. Cho nên cái cảnh giới đó nó không có nằm ở bên ngoài, không có ở ngôi sao, không có tinh tú, không có mặt trăng mặt trời, nó nằm ngay trong cái đầu của chúng ta. The Buddha said, through the eyes you observe the visible thing, and a visible thing will be imprinted in your consciousness, and through your consciousness arise the universe. Đức Phật dạy rất rõ, thông qua con mắt nhìn, thấy cái vật có thể thấy được, và khi nó đi vào trong cái não, đi vào trong cái thức, và trong cái thức ấy nó ghi nhận, và chính cái thức ấy tạo lập ra cái cảnh giới. Cái thức đấy là cái thức của đói khát như súc sanh, cái thức là đói khát như ngạ quỷ, cái thức là giận dữ như Atula, cái thức là đau khổ trong cuộc sống như địa ngục. Đây là bốn đường ác đạo đây, thưa chư vị. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bốn con đường này là các bạn đang sống ở trong đó. When you're living in the four realms, when you die, your consciousness continue pushing you to that way. Cho nên khi các bạn chết, cái thức của các bạn nó tiếp tục đẩy các bạn theo thói quen này để sống trong cảnh giới đó. For instance, every day you feel hungry. Under the eighth precept, you are not allowed to eat after 12 o'clock. But now you say, Master, 5 o'clock, I feel so hungry. I feel so hungry. I need to eat something. Please, please. You are living in a hungry God's dream. Khi các bạn nói với sư, sư ơi, hàng ngày con đều ăn buổi chiều, bây giờ 5 giờ rồi sư ơi, sư kết giới thì giới nhưng mà con đói quá. Cái đói đó chính là ngạ quỷ này, quỷ đói này. Và sống trong cái cảnh mà cái tâm nó xuống sang, nó chỉ muốn ăn thôi mà nó không được ăn, nó khổ lắm, thì nó là địa ngục. Vừa là địa ngục, vừa là ngạ quỷ nữa. Thì khi chết nó phải đi đâu? Nó phải rớt xuống địa ngục, nó là ngạ quỷ thôi. From now until now, do you understand? The real local. Tới cái chỗ này các bạn đã hiểu được cảnh giới là gì chưa? It's not outside. Cảnh giới đó không phải ở trên trời, không phải do ông thượng đế tạo. It's here. It's in your brain. Cái cảnh giới đó nằm ngay trong cái đầu não của các bạn. Con mắt nhìn thấy đồ ăn thèm. Bây giờ các bạn ngồi đó đi đang đói, sư mang một cái tô phở để đây đi, coi nó khổ cỡ nào, coi nó khổ cỡ nào. Cái tâm á, tâm của súc sinh nó khởi lên liền, muốn ăn. Cho nên khi nhập thất phải hiểu cái điều này, để khi mình nhìn đói, cảm giác gì nó xảy sinh ra là biết mình đang sống trong cảnh giới đó, mình muốn thoát hay không. When you enter the solid retreat, you have to understand this thing. When you got a feeling that you need to eat, you know, you have to say to yourself, no, I don't want to be anymore. No longer anymore. I want to finish life, this life. Khi mà nhập thất mà thấy nó đói quá, nó khởi lên muốn ăn, không ăn nước miếng nó cũng chạy khó chịu giống như địa ngục. Quỷ đói thì ta phải nói với nó, ta phải nói với cái tâm của ta: này, đừng có gạt ta, ta bây giờ không muốn sống ở trong làm ngạ quỷ súc sanh Atula nữa, ta muốn chấm dứt cái kiếp này. Bây giờ đói tôi nhận người đói luôn, ta coi xem nhận người hành hạ ta được cỡ nào. Phải chiến thắng nó thì mới ra khỏi sanh tử luân hồi. Chiến thắng cái gì? What do you have to fight for? Chiến thắng cái gì? You fight for yourself, your habit. Các bạn chiến thắng cái tật xấu của các bạn, tật xấu ăn, tật xấu ngủ, và hai cái đó thôi. Nếu chiến thắng được, chấm dứt sanh tử. Không chiến thắng được, tiếp tục làm nô lệ nó hoài. Bây giờ để mà tôi phở ở đây, mà ai khởi tâm thèm muốn ăn là cứ chiến đấu với nó đi. Sư làm chuyện nó hoài nè, sư để cho các đệ tử đó đói không? Không, 8 giờ tối nó mới đói. Để đây một tô phở thật là thơm, mùi nó bay tùm lum hết. Rồi á, này các huynh đệ muốn thoát ly sinh tử làm ơn ngồi xuống thiền quán giùm tôi. Cái gì đây? Sự cảm xúc ở nơi tâm nó nhảy lên, khao khát muốn ăn không được thì khổ, nổi tâm sân, quá liền những cái sân nó lên, rồi cái tham ăn nó lên, rồi cái khó chịu, tất cả những cái gì mà tham sân si nó nhảy ra liền, biết mặt đúng nó liền. Thì lúc bây giờ mới dẹp nó được, thì mới đóng được 4 đường ác đạo là quỷ súc sanh Atula, còn mình nó miệng tụng kinh không bao giờ hết. You pray, you reciting the sutra, you never eliminate that. Các bạn có muốn thoát ra 4 cái đường ác đạo này cũng không thoát nổi, tại vì tâm của các bạn còn khao khát cảm giác dục lạc. Where do you get the sense of pleasure? Through your eye, your ear, your nose. Nothing else. Cảm giác dục lạc này từ nơi mắt. Con mắt nó nhìn thấy cái tô phở là nó đã ăn tới 70% rồi. Cái mũi nó ngửi mùi nó ăn 20%. Có 10% nhét vô miệng thôi. Cho nên 90% là từ nơi mắt, nơi tai, nơi mũi. Những cái thứ đó nó tạo nên cảm giác dục lạc, và chính nó tạo nên cái cảnh giới. They constitute the world, your locals, not everybody. Tất cả những cái này của các bạn tạo nên cảnh giới của các bạn, và cảnh giới đó không giống ai. Đừng có nói rằng tôi sống trong thế giới này rồi người khác cũng giống vậy, không có. Để tôi phở đấy, sư không thấy tôi phở, sư không có cảm giác dục lạc, thì làm sao nói sư sống như là animal nữa? Sư nhìn tô phở sư quán chết đây là cái xác chết của những con heo, nó đã bị giết, nó thịt nó để đó, những con gà bị giết, thịt để đó. Đây là cái nghĩa địa. Khi đã quán như vậy rồi đâu còn khởi tâm thèm khát nữa. Mà không khởi tâm thèm khát thì đâu có khổ, đâu có làm ma đói. Từ bao lâu nay ăn phở quen rồi, thấy tô phở lập tức nó khởi lên cái mùi đó, cái vị, cái màu, và khởi tâm ưa thích thì rất là cảm giác dục lạc này. Và đây là thế giới của 4 đường ác đạo, và tiếp tục sinh tử ngoài. Có phước, if you achieve a good marriage, construct a good marriage this life, next life you can enjoy it, but there's no guarantee you run away from the 4 rings. Các bạn tạo được phước báo, bố thí cúng dường, tụng kinh, cạo đầu, đắp y, có phước đấy, nhưng mà không có cái gì bảo đảm là các bạn rất ra khỏi 4 cái đường ác đạo này, nếu các bạn không thấy được thế giới của các bạn, thế giới cảm giác dục lạc. Even the sitting, you like to sit somewhere with a fan, you don't like to sit somewhere without fan. Ngay cả những chỗ ngồi, các bạn thích ngồi ở nơi có cái quạt, còn cái nơi không có cái quạt không thích ngồi, cảm giác dục lạc nè. Liking to sit somewhere with the convenience facility constitutes the sense of pleasure. Ngồi ở cái chỗ mình thấy thoải mái, có quạt, có máy lạnh, không dám ngồi ở cái chỗ nó nóng, thì lập tức mình đã rớt vào cái sự phân biệt giữa cảm giác dục lạc này rồi, ưa thích cảm giác dục lạc. That's why a lot of monks in Thailand, in Myanmar, when they want to do meditation, even myself, we would body. in front of us. For 15 days, we sit down to meditate. It rotten, decomposed, smell, everything. 15 days is terrible. Until you destroy your sensual pleasure. You don't like it. You don't want anything else. Quý sư ở bên Thái Lan, sư biết, ngay cả bản thân sư cũng vậy. Ngồi trước một cái xác chết của người ta 15 ngày. Để ngay mặt đất ngồi thăm mấy ông. Ngồi quá, ngồi gần chứ không ngồi xa. Thấy nó sình lên, nó thối, nó rã ra. Rồi dòi đục, rồi cái mùi nó lên, thối kinh khủng. Tới cái mức mà mình, những cái cảm giác bị dục lạc, bị tiêu diệt triệt tiêu hoàn toàn hết. Và mình không còn ưa thích cái gì nữa. It's a practicality. The Buddhism is just about the practice. It's not about theory. Đạo Phật là cái đạo thực hành, chứ không phải đạo Phật là cái đạo lý thuyết tụng kinh. Ngồi nhìn xác chết đó, rồi coi xem mình có ưa cái gì đó không? Không nổi. When I first entered the missionary as a little monk, I got the very bad habit. I was watching the beautiful girls, and my master said, "Okay, clean the toilet." Khi sư mới đi tu, sư có cái tật xấu, thấy mấy cô gái đẹp đó, nó tới chùa đó, nó dòm hoài à, không phải dục lạc nhưng mà thấy nó đẹp, nó phá dòm. Dòm đây thôi, thích đẹp đó mà. Ông sư phụ biết, ông nói đi chùi cầu tiêu, 60-70 cái cầu tiêu, chùi cái này sạch, cái kia lại dơ. Chùi riết rồi 6 tháng sau đó, ra dòm mấy cô thấy cô đậm những cái toilet thế này. Cô có cười, cô có xinh đẹp mấy cũng thấy là toilet, tại vì cái toilet nó vô trong cái thức rồi. All the toilet come into your consciousness and you see the real thing. Everybody is just a movable toilet. It's a portable toilet. It's not literature. It's not feeling. It's exactly what you see. Sư làm 6 tháng ra cái ông sư phụ biết rồi, nó thôi đủ rồi. Tại vì cái đó là cái pháp tu. Khi mình đã đối diện thực tế thì khi mình đối diện với các người khác, mình đều thấy đây là chỉ cái thùng phân di động biết đi, chứ nhìn là nó không khác gì hết. Mà mình đã chùi hàng ngày, chùi cái này sạch cái kia đó là dơ. 60 mấy cái, 200 mấy chục tăng ni, tăng không á, là nó quậy tùm lum vào đó rồi. Mà ông sư phụ á, ông có tha mình đâu. Lâu lâu ông đi, ông check coi còn có chút xíu dơ, ông gọi lại, này, chưa xong, phải chùi. Mà chùi sạch rồi nó lại tiếp tục dơ. Hỏi quý vị cái chân nó đạp lên cái bàn cầu cái là nó dơ rồi, chứ không nói là phân. Nó cái chân đó, nó dơ rồi, mình lại phải tiếp tục chùi nữa. Mà chùi như vậy rồi cái mùi, làm sao mà nó đi, nó xả nước và sạch được. Nó có mùi chứ, mà ngửi cái mùi đó thì chùi rồi, có nhiều kia nó sơ sót, nó còn một phân đó. Cũng phải xả nước xuống để chùi, rồi coi cái tâm của mình, quán liền, tâm có sân không? Thấy người ta còn cục phân đó mình có còn sân không? Còn sân chưa tu được. Phải hoan. Rồi quán lại trong bao tử mình cũng thùng phân. Rồi cứ nhìn vậy như vậy hoài, tới cái mức mà nhìn thấy cô con gái nào cũng thấy là cái thùng phân thôi. Cái mặt cổ đẹp, cái mấy thì đẹp cũng chỉ là cái toilet. When you practice to that level, you appreciate the reality. Khi các bạn tập tới cảnh giới đó, các bạn đã thấy rất rõ. Đó là sự thực. In the Buddhism, there's a proverb. Seeing as it is. Seeing as it is. Thấy như nó là. Câu đó khó lắm các bạn. It's not in the books. It's not by praying. It's not by chanting. It's not by meditation. But it's by touching, working on that. You want to see what it is, you have to do it. Clean the toilet. And when you, if you want, you pick up your tool, smell it. Nếu các bạn nói cái phân nó dơ, khi nào đi toilet, thò tay xuống lấy cục phân, bóp thử, rồi á xem ngửi, cái này nó ở trong cục mình nè. Cho tới khi mà thấy được như vậy, đó mới là thấy sự thật. Còn đọc kinh tụng kinh, bất cấu bất tịch, bất tăng bất giảm, thấy y như là toàn là đánh vẽ hết, nói tào lao hết. Nothing happened. until you bring your consciousness. Everything here, the rim, four rings, is in your consciousness. And the Loka Sutra, Buddha said, through the eye, the ear, the nose, the universe and the world arise. Đức Phật đã nói rất rõ trong cái kinh bài kinh thế giới, từ đôi mắt, đôi tai, đôi mũi, những cái nhận thức nó đưa vào trong cái thức, và từ nơi thức ấy mới nảy sinh ra cái thế giới, cảnh giới này. You still enjoy eating, you still enjoy sleeping. You want to sleep somewhere, you don't want to sleep somewhere else. You come into four realms. Why? You don't like to sleep here, but you like to sleep in the room because you have a discrimination. Sleeping here like a hell. I don't like it. I get angry. I have desire for sensual pleasure. I stay in my room. I have more pleasure. I'm sleeping here. It's no good. So all everything here is a consciousness, constituted consciousness, the beaming up. Tôi không thích ngủ ở đây, tôi thích ngủ trong phòng, tại vì ngủ ở đây cảm giác sướng hơn. Là cảm giác dục lạc nè, là tôi trở thành ra vừa là sống trong cái thế giới của súc sanh, và vừa không hài lòng với cái chỗ tôi ở, và tôi nếu mà bắt tôi phải ngủ ở đây giống như ngủ ở địa ngục, tức là 4 đường ác đạo tôi đang sống nè, thì khi chết tôi phải đi 4 đường ác đạo. The Buddha teaching very clear and precise. He said, "It's in your consciousness which the world arises." And how do you get your consciousness? Only by through your eyes and ears and nose. And how do you eliminate it? Bằng cách nào các bạn có thể tiêu diệt cái 4 cái con đường này? Very simple. Sati, chánh niệm. Everything you do, you have to understand what to do. When you eat, you must know what kind of food I'm eating. Chỉ bằng chánh niệm, khi các bạn ăn, các bạn biết tôi đang ăn cái gì, có bao nhiêu món, bỏ vào miệng. Sư dạy các bạn rồi, cay biết cay, đắng biết đắng, ngọt biết ngọt, bùi biết bùi. Ngồi thiền cái gì nó trồi lên. Tới 5 giờ chiều thói quen nó ăn, bây giờ nó không ăn, cảm giác bất bình. Đây nè, angry, hungry ghost, hell. Nó xuất hiện, phải nhận diện nó và nói, hey, I don't want that, I don't want that. I want to terminate the cycle of death and birth. I don't want to recycle my rebirth again and again. Các bạn phải tự nói, tôi không thích 4 đường này nữa, tôi không thích quay trở lại tái sinh nữa, tôi muốn chấm dứt sinh tử luân hồi, tôi không có thích nữa. Và chỉ bằng cách đó. Cho nên đi ngồi thiền, when you do walking meditation, sitting meditation in a solid retreat, you have to be cautious about these things. It always happen again and again, it arises because it's your real. 4 đường ác đạo này luôn luôn xảy ra trong cái người nhập thất. Nếu các bạn không hiểu, các bạn ngồi thiền, các bạn thấy đau, các bạn nói những chuyện nhỏ. Đau à? Angry, a little angry, build up every day. Cái đau đó là có chuyện này nè, cái sân này, nó nhỏ chút xíu thôi, nó mỗi ngày một chút, mà các bạn không nhận diện được nó là các bạn đang sống ở trong nó. Rồi các bạn cảm thấy thôi bây giờ tôi đứng dậy, tức là từ chối đó, nhưng mà cái đau, cái khó chịu nó vẫn theo đuổi. You have to face it. You say, I don't care. I keep sitting. 1 hour suffering. 2 hours suffering. I challenge you. Okay, suffering. I sit down for 4 hours. What can you do to me? Nếu các bạn ngồi 1 tiếng, sân nó nổi lên. Ngồi 2 tiếng, sân nó nổi lên. Các bạn muốn chấm dứt sinh tử, các bạn phải dằn lòng. Ta phải chiếm thắng nó, ta ngồi luôn 4 tiếng, coi nhà ngươi làm gì, cái đau làm gì ta, cái sân làm gì ta, ta thấy sân rồi đó, ta chấp nhận ta có sân. Và quán pháp trên pháp là cái gì? Quán pháp trên pháp Phật dạy rất rõ. Khi cái sân nó lên, quán liền, sân đã xuất hiện. Khi cái sân nó biến mất, sân vừa biến mất, sân nó xuất hiện, sân vừa xuất hiện. Quán liên tục như vậy sẽ không còn những cái sân nữa, mà chỉ có sự sân diệt của pháp. Đó mới là tu. Chỉ thấy được sự sanh diệt của pháp mà thôi, và theo đuổi nó tới một lúc nó đứng lại, nó không còn cho mình theo đuổi nữa, thì là mình nhập vào dòng thánh thôi. Tức là nó rỗng ràng, nó buông hết, nó không còn ít mắc cái gì nữa. You have to challenge yourself. The world is inside your body, your brain, your consciousness. Cái ưa thích, cái tham ái dục lạc ở trong cái đầu các bạn, nó không phải ở ngoài, nó không phải ở cảnh giới của Phật. Phật là gì? What do you know about the Buddha? Who is the Buddha? Tell me. What do you know of the Buddha? Các bạn hiểu Phật là gì? Nói cho sư nghe coi. Phật có phải là cái vị mà ngồi ở đằng trước này không? Hay là cái vị đây? The Buddha is inside your brain. Đức Phật ở trong cái thức của các bạn nè, trong cái tâm các bạn nè. How do you see the Buddha? The Buddha is invisible. He has no greed, no anger, no hatred. That is the Buddha. Đức Phật là gì? Đức Phật là ở nơi đó không có tham, không có sân, không si. Vô tham, vô sân, vô si là Phật. Now if you can drop everything you have, anger, hatred, delusion, you are the Buddha yourself. Khi các bạn có thể quăng đi được tham, sân, si, thì các bạn là Phật rồi. Các bạn đồng cảnh Phật gọi là Phạm Thánh Đồng Cư. You don't have to do anything. Just drop it. Drop delusion. Drop greed. Drop anger. And you become Buddha. Các bạn không phải làm cái gì hết á. Các bạn chỉ vứt đi thôi. Vứt cái tham đi, vứt cái sân đi, vứt cái si đi, thì các bạn thành Phật. Các bạn không phải cố gắng để làm cho thành Phật. Vứt những cái đang có. So everything you have. So when you go into the solid retreat, you have to be cautious. Whatever happens in your body, in your mind. Khi các bạn nhập thất, các bạn phải nên nhớ bốn cảnh giới này đang ở trong bạn. Các bạn phải nhận diện được nó và tách rời ra chiến đấu với nó. Chiến đấu dễ không các bạn? Dễ ạ. It's easy to eliminate them because your consciousness, your mind. Đây là sản phẩm của cái não của bạn thôi. Nó đâu phải kẻ thù ở trên trời hay là ông thượng đế hay là ma vương nó nhét trong đầu bạn. Bạn chiến đấu với chính bạn. Khi nó nổi tham lên, nó muốn đứng dậy, bạn nói với nó, hey, sit down. I don't want to be reborn again. Tôi không muốn tái sinh nữa. Ngồi xuống. Only in that way. 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour, you conquer them. You conquer the world. That's what Buddha said. It's easy to conquer the world. Và cứ tiếp tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng thách thức với cái não của mình. Ta không đứng dậy. Nhà ngươi cứ ngồi đó đi. Ta cho nhà ngươi ngồi 1 tiếng, nổi sân, 2 tiếng, đói khát, 3 tiếng, như địa ngục, 4 tiếng, ta chấp hết luôn. Mà khi đã thắng nó rồi, là thắng thế giới, thắng cả thế giới, tức là thắng chính mình, là thắng cả thế giới. Mà khi các bạn thắng hết tất cả những cái này rồi, không còn tái sinh nữa. The fight is not with your husband, your wife, your God, or whatever. Not with me. Cái cuộc chiến này không phải là chiến đấu với thượng đế, chiến đấu với số mạng, chiến đấu với chồng với vợ, mà là chiến đấu ngay với cái thèm khát của các bạn này. What can be desire? Thèm khát cái gì? Only 2 things. Sleeping and eating. Chỉ có 2 cái. Ăn và ngủ. Có thèm khát. Ham ăn, ham ngủ. Có cái gì khác đâu. Khi các bạn chiến thắng được 2 cái đó, các bạn xóa sổ 4 cái đường ác đạo này liền. The four realms is not actually exist. It's a trick in your mind, your consciousness. Bốn đường ác đạt này Kinh nói hoài à, mà nhiều người không có phân tích. Rồi chúng ta cứ nghĩ nhiều người Phật tử nói có cái con đường này con sợ lắm sư ơi, con sẽ đi xuống địa ngục. Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở trong cái tâm của mình. Sống như địa ngục thì chết đi theo địa ngục. Có vậy thôi, tự mình vẽ ra cái địa ngục. Cho đến trong kinh mới nói địa ngục thiết vi có nhiều cái biệt ngục. Mỗi người sống trong một cái biệt ngục và cùng cảnh giới như nhau thì tạo nên cái địa ngục thiết vi. I give you one example. You hate this, you hate this, you hate this. But the different degree of hatred, different object. You have the hell for yourself. But because you have a similar constitution of the hatred, so you are living in a big, big hell. Community of the similarity. Các bạn, người này có cái ngục riêng vì sân hận, người này có cái ngục riêng vì sân hận. Nó khác cái cường độ. Ngục này có thể nhỏ, ngục này có thể lớn, ngục này có thể nóng hơn, ngục này có thể mát hơn. Tại vì nó khác loại sân. Nhưng mà vì cùng sân cho nên nó sống cùng chung với nhau. Người ta đã ngư tầm ngư, mã tầm mã, sống chung với nhau thành cái địa ngục. Và địa ngục nó to, khủng bố, toàn là những người sân sống với nhau. It's very simple. For him is not in existence. Bốn đường ác đạo là không có. Please, xin năn nỉ các bạn, đừng có nghĩ là bốn đường ác đạo là có. Nó có, nhưng mà nó có trong đầu các bạn. Khi các bạn khởi tâm ưa thích đói khát là lập tức nó thành ra ngạ quỷ. Sống đã là ngạ quỷ rồi, Phật dạy sống là ngạ quỷ thì chết phải đầu thai là ngạ quỷ. Nó làm cái con ma đi lang thang đói hoài, nhìn thấy cái gì cũng đói. Tự nó hành hạ nó trong lúc sống thì khi chết nó sẽ tiếp tục rồi. What made you become the citizen of the four realms? Cái gì nó biến các bạn trở thành công dân của bốn cái con đường thế giới này, bốn đường ác đạo này? Attachment, liking, feeling, liking, craving, attachment. Rất đơn giản, thấy nó, ưa nó, rồi dính mắc tới nó. I give you one example, like smoking. If somebody likes smoking, you think smoking is nothing. No, four realms waiting for you because it's addiction. Hút thuốc, xin nói thí dụ thôi, hút thuốc mới đưa đến cảm giác dục lạc nè. Hút lên sướng quá là cảm giác dục lạc. Cảm giác dục lạc này sẽ đẩy bạn trở vào bốn đường ác đạo tiếp tục nữa. Kiếp sau có thể thiếu phước là con dạ cam, ví dụ như con dạ cam đó. Next life, if you don't have the marriage, you will be born as Yakan. Yakan is some kind of animal, like smoke. It enjoys smoke. When the bushfire, everything happy, smoke, it comes to it. Một cái loại súc sanh, tên nó là Yakan. Mà khi chỗ nào có cháy rừng gì đó, nó tới nó kiếm cái mùi khói, nó thích. Now, if you enjoy smoking, when you die, you become that kind of animal. You cannot run away. The Buddha teaching very precise. To finish, I tell you a story. Ananda take some Brahman, come to see the Buddha. And the Brahman said, Gautama, please, the Lord of the Lord, please tell us if we practicing with current practice, what can we achieve? Buddha denied twice. Buddha said, no, don't ask me. Ngài Anand dẫn mấy người Bà La Môn lại hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, phương pháp chúng con đang tu như thế này, chúng con sẽ chứng cái gì? Xin Ngài từ bi chỉ cho con. Đức Phật từ chối. Thôi đừng có hỏi ta, đừng hỏi Như Lai. Lần thứ nhất từ chối, mấy ông quỳ xuống năn nỉ. Nói Ngài Thương Tình, Ngài là bậc đại trí đại giác, Ngài đã giác rồi, Ngài giúp dùm con. Đức Phật là thứ gì? Nói thôi đừng có hỏi Như Lai, chuyện thì khó nói lắm. Cái lần thứ ba thành quả mà nguyên tắc thỉnh ba lần Phật không thể từ chối vì lòng tật, cho nên Phật mới trả lời: If you practice during the Buddha time, they got the true sects of religion or belief. One believe in God, another one believe in cow. Vào thời Đức Phật có hai cái trường phái, một tin vào chó, hai tin vào bò. Tức là thực hành cái hạnh của con chó ở chuồng, rồi bò ngủ chân sủa như vậy để chế ngự các cái cảm giác dục lạc ham muốn của mình. Và cái trường phái thứ gì, như con bò ăn lung tung bò đi rồi đó, ở chuồng đi. Bây giờ bên Ấn còn hai cái phái này vẫn còn. Hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu con tu theo hai cái phái này thì con sẽ chứng cái gì? Chỉ có Đức Phật mới biết thôi, người khác đâu không biết. Only the Buddha knows what's going on, what happened. And Buddha tell them, if they practice as dog, when they die, they become a dog. If they don't, they drop into hell. If they practice as a cow, they will be reborn as a cow. If not, they will be reborn in the hell because they have the wrong view. Đức Phật nói rất rõ, nếu nó tu như chó thì khi chết, nếu nó chứng đến thành chó, mà nếu nó không thành chó thì nó rớt xuống địa ngục. Nếu nó tu như bò thì khi chết nó thành bò, mà nếu không thành bò thì nó rớt xuống địa ngục. Nếu nó không chứng thì rớt xuống địa ngục. Chứng là thành chó. The Brahman asked the Buddha again, how can it happen? Người Bà La Môn khẩn phản nói với Đức Phật: Ngài tự bi chỉ cho con, tại sao nó lại như vậy? Con bỏ hết nhà cửa, con ở ruộng, con bỏ hết tài sản, con đi, con chịu đau khổ để con được chứng đắc, mà bây giờ Ngài lại nói vậy. Đức Phật nói: The image, the activities as a dog constitutes some image in your consciousness and it pushes you to the next life. Đức Phật nói rất rõ, khi cái thức được thống nhuận bởi những cái hành động của con chó thì khi chết nó phải thành con chó. Cái đó tiếp tục nó đẩy, cái trớn cái xe mà nó xuống dốc, nó tiếp tục nó đẩy. Mà nếu thực hành là con bò thì nó hàng ngày nó quen rồi, thì khi chết nó phải thành con bò. Mà nếu hai cái này không thành thì nó phải rớt xuống địa ngục, thì tà kiếp. Every day we live, every day we eat, we sleep. It's similar like dog and cow practice. And we will be reborn in that realm. So you have to stop your bad habit. Cheating, telling a lie, smoking, something. And you know it's not good. Please stop it. Otherwise, you waste your time. Cho nên ở đây sư thẳng thắn khuyên với quý vị, hãy bỏ tất cả những cái tính xấu của mình đi. Từ xưa giờ mình luôn nói láo, ngưng nói láo, tại vì sẽ rớt vào cảnh dữ. Từ xưa đến giờ mình ham ăn, ngưng ham ăn đi. Sư cũng vậy, khi có cái chén đồ ăn ngon, sư múc lên sư thấy ngon, sư buông đũa liền không ăn nữa. Thử thách mình thử thách cái tham của mình này. Mình nói, ta biết nó ngon, ta không ăn coi nhà ngươi làm gì ta. Có sân không? Nếu có sân, sân vì tham ăn, nhận diện nó liền, nó không sân nữa. Thản nhiên. Tức là mình biết mình đang tù. Chỉ bằng cách đó thôi, tự mình thử thách với mình, tự mình kiểm soát mình. Không ai giúp mình cái chuyện này hết. Ai tu đến chứng. If you like smoking, now stop smoking. Whether you get angry, are you hungry with it? Smoking. Only in that way you eliminate four realms. Khi các bạn hút thuốc, ngưng hút thuốc đi. Hồi lúc nhỏ mình đẻ ra mình đâu có hút thuốc, Bây giờ mình đi làm nô lệ tôi hút thuốc để rồi mình sanh vào vốn đường giới. Như vậy mình đi tu mất thời giờ quá, không ít lợi gì hết. Bất luôn, không thèm hút nữa, để không còn tái sinh nữa. Như vậy mới là tu. Ngủ dưới đất cũng được, ngủ có quạt cũng được, ngủ không quạt cũng được. Như vậy mới là tu. Trong lúc mình ngồi thiền, nhập thất, thế nào nó cũng nảy sinh ra hiện tượng này hiện tượng kia, toàn là cái thức của mình đó, trong cái tâm thức của mình nó trồi lên. Và bao nhiêu ngày rồi ăn, ngủ, thương, ghét, buồn, vui, đủ các thứ nó nhồi lên, là bốn đường ác đạo nó mở ra. Bốn đường ác đạo nó không phải là ở đâu hết đó, không phải trên trời dưới đất, nó ngay trong cái tâm của mình này. Phật nói rất rõ, in your consciousness the world arise. Trong cái thức của mình mà bốn đường ác đạo mở ra, cho nên mình phải thương mình trước. You have to love yourself first, because you have been born for many lives already. Các bạn phải thương các bạn đã sinh ra vô lượng kiếp rồi. Máu đã hơn sông và xương đã hơn núi. Bây giờ nếu thực sự muốn tu, chấm dứt nó luôn đi. Cảm giác dục lạc, đói khát, giận hận, hãy thấy nó nằm ở ngay trong mình nè, chứ đừng có nghe người ta nói tôi ráng tôi tu để tôi khỏi lớp bốn đường ác đạo. Bốn đường ác đạo đâu, ở ngay trong tâm ta nè. When you practice Buddhism, you drop them. When you will drop them and eliminate them, you become Buddha. Khi các bạn vất được bốn cái đường này đi rồi, ở ngay trong tâm các bạn sạch sẽ, thì các bạn là Phật. The Buddha said, Arahant is someone who eliminates a desire, no more desire. Đức Phật đã chỉ định rõ ràng, người A-la-hán, vị A-la-hán là vị đó không còn khát ái, không còn một cái ao ước gì nữa, mà gọi là phạm hạnh đã tròn, gánh nặng đã đặt xuống. Gánh làm gì? Tham sân si đặt xuống rồi, không còn dính tới nữa. Ăn còn muốn ăn ngon, ngủ còn muốn ngủ đẹp, thấy không? Hút thuốc, mà bây giờ đâu mình không kềm chế được cái hút thuốc của mình là vẫn đi tu mất thời giờ, chỉ là cái con sâu khói này, không biết lợi gì hết. Tại vì mình còn đi làm nô lệ cho cảm giác dục lạc. You subject yourself to sensual pleasure. You come back to this dream again. You waste your time. You never get out of the cycle of death and birth. Các bạn không thể nào trốn thoát ra khỏi cái vòng sinh tử nếu các bạn không thắng được những cái thèm khát của các bạn. Is it difficult? Khó quá phải không các bạn? A desire to have something. Cái thèm khát đó nó là kinh khủng dữ vậy. Thèm khát muốn đi, không đi được, khó chịu. Thèm khát muốn ăn, không ăn được, khổ sở. Thèm khát muốn hút thuốc, không hút thuốc được, khổ. Thèm khát muốn ngủ, không ngủ được, khổ. Are we stupid? Chúng ta ngu tới mức như vậy sao? Đã bao nhiêu kiếp chúng ta lăn trôi trong cõi sinh tử luân hồi rồi. How many lives we revolving ourselves, death and birth again and again. Do you want to play it again? If you want so, get out, do something else, enjoy your life. Don't stay here. Nếu các bạn vẫn còn ưa thích cảm giác dục lạc, tốt hơn các bạn, sư khuyên các bạn tu sĩ xả y đi, xả giới đi, đi ra đời, ăn chơi đi, cho nó thỏa mãn. Cư sĩ cũng vậy, ra chơi đi, đừng có ở đây, bất thời giờ. Ở đây là chấm dứt sinh tử. When you stay here, you terminate the cycle of death and birth. And how do you do it? Sense of pleasure. It's not about not enjoying the sense of pleasure. But the key thing is not attaching to the sense of pleasure. Cái chìa khóa ở đây không phải là chặt bỏ cái cảm giác dục lạc, mà đừng có làm nô lệ cho nó. Tôi thích tôi hút thuốc, không thích tôi dùng. Không có cảm giác là phải đi hút thuốc. Tôi thích tôi ăn, không thích dùng tôi không ăn. Không có cảm giác là tôi phải ăn, không ăn tôi chịu được. Tôi không có cái cảm giác là tôi phải đi gặp người này gặp người kia, thân nhân của tôi ở đâu đó tôi phải đi gặp, không gặp được tôi khó chịu quá. Còn là tự mình chống lại cảm giác ở trong cái não của mình thôi. You are having a war with your own consciousness. Các bạn đang có một cuộc chiến với cái tâm thức của các bạn mà thôi. Nếu các bạn không chiến thắng được nó, tốt hơn đừng tu, mất thời gian đi chơi. Life too short, cuộc sống rất ngắn, không biết chết lúc nào, hãy đi hưởng thụ đi. Tu sĩ xin sẵn sàng giúp cho xã y, xã giới, đi chơi đi. Tu sĩ cũng vậy, đi chơi đi. Life too short, you never know you die tomorrow. Các bạn không thể biết là các bạn là mai có chết hay không. When you make a commitment to terminate the four realms, you have to stick to that. You have to be in control of sensual pleasure. Don't let them be your boss. Khi các bạn đã quyết tâm hạ thủ công phu, mỗi lần tôi chấm dứt bốn đường đó không phải là ông trời đặt, không phải ông Phật đặt, không phải mơ vương đặt, mà nó nằm ngay trong đầu tôi này. Khát nè, đói nè, cảm giác dục lạc nè, muốn gặp người này nè, muốn gặp cha, muốn gặp mẹ nè, bây giờ không gặp được nè, muốn gặp chồng nè, muốn gặp vợ nè, không gặp được. Tôi khổ sống như dưới địa ngục. Tôi tự tạo ra cái địa ngục cho tôi chui vào. Nobody build up the hell. It's me who build up the hell. Chẳng ai xây địa ngục cho tôi cả. Tự tôi xây cái địa ngục, rồi tôi vô chui vào đó, tôi nói tôi khổ quá. Thì bây giờ Phật bảo nhảy ra đi. Không, Phật ơi không. Don't waste your time. That's my advice. Đừng phí thời gian. Một là các bạn nhảy ra khỏi bốn đường ác đạo này, tức là chấm dứt những cái gì ở trong đầu, dục ra hết, thương ghét buồn vui nhớ nhung dục ra hết. Đó là rác. Tại sao cứ gom rác vô hoài để rồi sanh tử? Tự mình quyết định cho sanh tử của mình, từng cái nhỏ thôi. Ăn, ngủ, uống thuốc, ngủ ví dụ ngủ đây. Sư ngủ ở ngoài lề đường ngoài có làm sao đâu, đi lên Nghệ An đó, nó ngủ ở ngoài hiên nó có làm sao đâu, đâu cần phải trong phòng, vẫn an vui như thường. Ngủ ở đó, ở chỗ Quỳnh Hương vẫn thấy như là biết bạn. Tôi ngủ ở đó, tôi ngủ đầu tiên đó, gió thổi bay lung tung hết mà tôi thấy như là biết bạn. Tại vì tôi không có chấp cái ngã này. Tôi không là cái gì quan trọng, tôi chỉ là cái thùng phân biết đi, mà khi tôi chết nó là xác thuyền. Tôi thấy rất rõ như vậy rồi, tôi không có cái gì ganh tị của nó hết, thì tôi sung sướng vô cùng. Muốn dẹp được bốn cái này, các bạn phải chiến đấu với chính các bạn. Nhập thất siêu khuyên rất rõ, nhấc chân lên, chú ý và nhấc chân lên, đạp chân xuống, nhớ chú ý đạp chân xuống. Tự kỷ luật cho mình, ngồi một tiếng, đi kinh hành một tiếng, làm đúng như vậy. Đừng có đấy sư ơi, sư phụ ơi, còn đi 20 phút rồi chán rồi. Cái tâm chán là tâm ma đó. Mình đang trị cái tâm của mình mà. Khi nào mình không thấy chán nữa, khi ngồi cũng như khi đứng. Bây giờ thì đứng một tiếng rồi họ không nhúc nhích, đó vào đó ra. Sư có dạy trong quyển sách đâu mà tập đi, tập được như vậy tức là mình kiểm soát hoàn toàn bốn đường ác đạo này, mình đóng mình tiêu diệt nó luôn rồi. Các cảm xúc dục lạc đều không có nữa, thì lúc bây giờ mình làm chủ. Nếu mà siêng năng nó Phật nói trong kinh 15 ngày. Rồi bây giờ quý vị ở đây bao lâu rồi? Thử xem mấy cái 15 ngày có phù lòng của Phật không? Phật nói này các chư đệ tử, 15 ngày vô con ơi, ở đây bao lâu rồi? Thì tự mình phải xét lại, mình tu có thật tình không? Mình có hết lòng đi theo lời Phật dạy hay không? Hay là mình đã tu chuyện nhớ ăn, nhớ ngủ, nhớ nhà, nhớ cha, nhớ con, nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ cả cái điếu thuốc lá. rồi sư đi có mấy ngày thôi, sư thấy ở đây bắt đầu đó cái không khí nó loạn lên thế này, tâm nước người này nghĩ kiểu này, tâm người kia nghĩ kiểu kia. Sư ngồi thiền sư nói tội nghiệp ghê, vô đường ác đạo quý vị đang mở ra rồi chui vào thưởng thức. Sư phụ ơi, êm lắm, bốn đường ác đạo để êm lắm. Bởi thế cho nên ngày hôm nay đã suy nghĩ, nhưng mới đi đường xa về ba mấy tiếng hồ, sư phải giảng cái bài này để cho quý vị thức tỉnh. Quý vị đang rớt vào bốn đường ác đạo trong cái ăn và cái ngủ thôi. Chánh niệm mới thoát, không chánh niệm rớt vào đó bốn đường ác đạo mà phải chờ quý vị. Bốn đường ác đạo này không phải ở trên trời đất xuống ông Phật Đế ông Bày, không phải Diêm Vương Bày, mà chính quý vị. Đức Phật nói rất rõ trong bài kinh Luca, trong bài kinh Thế Giới, cảnh giới Đức Phật nói từ cái thức thông qua mắt tai mũi mà cảnh giới này xuất hiện. Rồi á, ưa thích hay ghét, ưa thích cảnh giới dục lạc tiếp tục tái sanh, ghét cũng rớt vào trong đó. Thương ghét là hai trạng thái đẩy và kéo, là tham sân. Còn tham còn sân thì lại tiếp tục rớt xuống đường ác đạo. Mặc cái gì cũng được, ăn cái gì cũng được, tắm có xà bông cũng được, không có xà bông không sao. Phải như vậy mới là tu. Còn bây giờ ăn mà không có nước tương, không ăn được rau không có nước tương mới nhạt nhẽo. Mai quý vị nghe lời sư đi, thử đi. Cơm để riêng, canh để riêng, đồ ăn để riêng, ăn đồ ăn riêng, ăn hết đi. Và tới lúc ăn cơm không thôi. Rồi theo dõi các cảm giác của mình. Lúc mình ăn đồ ăn ngon cảm giác gì? Sướng như là ma. Rồi tới lúc mình ăn rau mà không có nước tương, giống như quỷ. Cảm giác đó phải thấy nó mới triệt tiêu nó được. Không thấy nó không tu được đâu quý vị, mất thời gian. Quý vị đến đây, quý vị đi vào ngồi thiền cho nó trai đi, rồi tụng kinh, tất cả chỉ được chút xíu phút nhưng phấn hoa mặt, không ăn thua gì hết. Cho tới khi nào thấy bốn cái thằng giặc này nè, chính trong tâm mình nè, tham sân si phiền não là ở từ trong tâm mình, tâm mình tạo ra, đó là con mình tạo ra, rồi đó là khổ mình. Sách búa đập cái búa mình nó chết hết rồi xong, rất đơn giản. Ngồi đây nhớ chồng nhớ vợ, người thì nhớ cha, người thì nhớ nhà, còn cái nhớ không á. Các cô có nói một câu á, cái gì lộn gan tùng phèo, nó nhớ mà tôi mới nó muốn nói ra luôn á, nó lộn gan lên đầu. Giận cũng vậy, giận ai sân á là trạng thái ói ra chuyện nổi. Bây giờ nó hút thuốc không cho hút thuốc, một ngày hai ngày đi, không sao không một kia không nói, giỡn chơi hoài, rớt bốn đường ác đạo tự mình tạo nè, mất thời giờ đi chỗ khác chơi đi, ở đây không có tiếp, ở đây tới đây tu để dứt hay sinh tử. Còn nếu mà còn cảm giác dục lạc, không chế được cảm giác dục lạc, thấy còn lo ăn lo ngủ, còn phải y kiểu này hay là quỳ kiểu kia, xin lỗi ở đây không có chuyện đó. Quý vị đang phí phạm thời giờ, quý vị tội nghiệp quý vị. Ở đây đặt chỉ tiêu tôi phải dứt sanh tử, và muốn dứt sanh tử phải dính mắc, dứt thì dính mắc cách rồi. Dính mắc cái gì? Không phải dính mắc cha chồng, dính mắc ở trong cái tâm này nè, thương ghét buồn vui ở trong này, cắt. Very simple. Just cut off all the attachment. What kind of attachment? Sensual pleasure. Nothing else. Cắt cái gì? Cắt đi các cảm giác dục lạc, chứ có bỏ cắt tay cắt chân đâu mà nó đau khó. Cắt cảm giác dục lạc sướng quá, bây giờ tôi cắt cái đó đi, chứ không phải cắt tay cắt chân cắt đầu đâu. Rồi nhiều thôi nha. Quý vị có câu hỏi gì không? Tu dễ ở trong quý vị. Rồi, gì con? Bác sư là mới mới nay con bị thứ con trong cái hành trì thì con bị thứ trong người con nó rất là khó chịu, càng nghề nó càng bốc cao. Vì thế nên con cũng là con càng ngày con càng sợ hành trì, cho nên con mới ngày nay con giải đãi thì con xin là sám hối để cho con sám hối và mình cho con cách con phải làm thế nào mà con càng tu thì trong người con nó càng trồi cái thứ cực kỳ khó chịu, giống như ngọn lửa nó thiêu thân con. Đây nè, suy giảm nãy giờ rồi đó. Đây là đang một chiến đấu với nó. Một là con đầu hàng nó, con đi theo nó. Hai là con phải chiến thắng nó. Muốn chiến thắng nó con nhập thất trở lại, không thèm ăn luôn. Tao coi mày làm gì tao, tao không ăn, tao ngồi một chỗ mày làm gì tao. 5 ngày hết, không có gì hết. Dứt khoát vậy đấy, uống nước rồi. Tao đã làm rồi, bây giờ mày phá tao không? 5 ngày tao không thèm ăn, tao không nhập thất, tao không nhìn cái gì hết, tao chỉ có kinh này. Mày làm gì đâu? Phải thử thách chứ, thử đó, ngồi bu này. Hả? 5 ngày, xong hết. Nhưng mà sư phụ trong đời con sân, con thấy sân quá nhiều, dày đặc thế gì? Ngoài cái sân ở đây sư phụ nhốt cái gì nữa? Dạ, ngoài được ạ. Đúng rồi, thôi, hồi hướng đi. Sư, con có một câu hỏi. Khi con gặp các đối tượng chẳng hạn như con bị xử 3 ngày, tức là đứng lên nó choáng váng, xong rồi lơ cảm nó ốm, thì cái lúc đấy thì vẫn cứ ăn nổi hay là vẫn cứ thử sống lại, nhưng mà lúc đó con không dậy được. Không ăn thua gì, cảm lấy thuốc cảm uống, nhưng mà vẫn hành trì như thường. Thử thách đây này. Thân đau, tâm không đau. Đừng có để cho cái tâm ta đau. A-la-hán là những vị tách rời thân và tâm. Thân vẫn đau, nhưng mà tâm không bao giờ đau, không có phiền não. Thế mình muốn tu mình nhận diện đó. Đây nè, nhà ngươi đói, bây giờ ta cho nhà ngươi uống viên thuốc cảm, uống một chai sữa, không cho uống nhiều, nửa chai thôi. Một chai mày á thành hungry boss, tao cho mày nửa chai thôi để mày sống sót. Thay vì mình biết bây giờ đó bên ngoài đưa vô nguyên chai sữa, còn ta không cho mày uống một chai, nửa chai thôi. Cái cảm giác dục lạc này thì chiến thắng đó, tại vì nó không làm mình chết được. Không ăn 7 ngày không chết, sư gì đó 31 ngày sư mới chết. Sư bảo đảm quý vị, tới một cái lúc nào đó rồi nó thăng hoa, tự nhiên nó bùng ra, tự nhiên mình sáng thấy đó. Toàn là chuyện tào lao đâu, không có cái gì hết. Tại vì nó chưa tới cái mức đó, tức là chạy đua, nó chưa tới cái mức cuối mà mình đã bỏ cuộc rồi. Cố gắng. Bây giờ đừng có nhập thất lâu, 10 ngày thôi, hay là 7 ngày thôi. Nhưng mà trong đó là miên mật hành trì. Phải miên mật hành trì, nhấc chân lên đều biết, giơ tay lên đều biết, phải nhận biết. Mà nếu hơn nữa 7 ngày là không thèm ăn luôn, cho uống nước chanh hay là mật ong thì cũng không thèm ăn. Rồi những cái phiền não nó xảy lên. Thế là uống được là phiền não chứ có gì đâu. Đây ta thấy là sân rồi, đây ta thấy cảm giác cực lạc. Ta đâu có muốn làm xúc sạch đâu, đừng có du tà, chấm hết. Và thường thường mấy sư thấy chừng 7 ngày là bắt đầu đó, làm chủ tình hình hết. Nhưng phải tính đẹp, đừng có lơ lại. Thưa sư, nhưng mà tức là cái tuần đầu có thể đến còn 5 ngày thì bắt đầu đầu cầu, nhưng mà đến ngày thứ 6, thứ 7 thì cái Saka nhiều nữa, muốn cùng. Nhưng mà 2 ngày, sau đến ngày thứ 8 này nó ổn thì bắt đầu qua đến tuần thứ 2 trở đi là hành trì được không? Không cần thiết, chỉ tới ngày thứ 7 đủ rồi. 2 ngày thứ 6, thứ 7, thứ 8 thường thường mấy ngày đó, 5, 6, 7, 8 mấy ngày đó là nó quấy dữ lắm. Kinh nghiệm sư biết là khi nó quấy rồi đó thì mình phải hiểu đây là sản phẩm của mình, vốn được áp đặt của mình đang mở nó ra và mình phải thấy sợ cái thân này. Vì cái thân này bao nhiêu kiếp rồi mà ta đầu hàng nhà ngươi, cho nên ta cứ sanh tử ưu bi khổ não, hết làm chó làm mèo làm người. Bây giờ ta nghỉ chơi, không có chơi nữa, cương quyết. Phật nói trong kinh này, Phật có giai đoạn ta ngồi khi nó hành hạ và đưa cái lửa lên lên ngọn, người cứng lại và chống lại cái đau đớn, cái sự mà hành hạ của nó. Ngài phải không lửa lên, cánh răng gồng lên để mà chống lại những cái phiền não này. Mình cũng phải làm vậy, Phật còn làm vậy, mình là cái gì? Bây giờ mình dễ dãi với nó hả? Nó là để ăn, ngủ, tiếp tục làm súc sanh.